bằng update vào cơ sở dữ liệu bằng Express JS. Update từng cái một. Thì là vậy thì update như thế nào? Các bạn để ý cái remove này, nó có cái số 6 ở cuối đúng không? Đấy là cái ID của cái sản phẩm chúng ta đang xử lý. Các bạn thấy không? Đây này. 9. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ phải sinh ra cho nó thêm một cái nút nữa để nó vào cái màn giao diện update. Ví dụ như nút này, rồi view. View này. index.ez này. Đây là index.ez. Đây chúng ta sẽ duplicate cái thẻ remove lên, chúng ta sẽ là update product vẫn ID và chúng ta sửa đây là update. Đó, có update đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải làm tiếp cái việc là sẽ tạo ra một cái URL mới để hiển thị cái giao diện cập nhật ra ngoài. Duplicate to remove lên, chúng ta có user ID. Sau đó trong cái query này của chúng ta sẽ có cái biến là select sound from product where ID bằng require param user ID. Được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta làm gì nữa? Return ra cái gì? Return render ra một cái giao diện là giao diện add product. Cái add product nó có cái gì không? Không có gì đúng không? Thì chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta chúng ta sẽ tiến hành duplicate thằng này lên. Copy và paste vào đây. Chúng ta sẽ đây là edit trừ product.ezf. Wow, một hả? Tạo file mới vậy. Edit trừ product.ezf. Xong, giờ cái add product này chúng ta copy hết. Vứt xuống đây. Chúng ta vấn đề là set product input type name value, cái value này thì chúng ta sẽ hiển thị ra nó bằng cái giá trị của cái truyền dữ liệu từ cái index này ra. Đây chúng ta có render cái này đúng không? Đây là render. Render là edit product này. Truyền dữ liệu ra ngoài thì chúng ta có model bằng cái biến biến gì nhỉ? Cái biến nhầm, xin lỗi các bạn. Tôi viết nhầm. Đây, remove này. Đây. Update product này. Render. Cái này ra edit trừ product. Chuyển dữ liệu ra ngoài. Chúng ta có cái model bằng với cái biến row ở phần tử số 0. Biết vì sao là row ở phần tử số 0 không? Câu lệnh select bao giờ nó cũng trả cho chúng ta một cái mảng dữ liệu. Bây giờ chúng ta muốn lấy ra một phần tử thôi thì chúng ta sẽ lấy ra phần tử đầu tiên của nó là phần tử số 0. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành hiển thị cái giá trị đấy ở ngoài cái edit product này. Ví dụ như là cái name này chúng ta sẽ bằng với model.name. Number price này chúng ta sẽ có là model.price. Đây là detail đúng không? Thì ở trong này chúng ta cũng hiển thị ra là model.detail. Thử nhá. Được chưa? Cái này chắc chúng ta phải sát nó vào đây, không xuống dòng được. Back lại này, tủ lạnh hịn này, được chưa? Sau đó sao? Sau đó bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là có một cái input type bằng hidden, có name bằng id, value bằng model.id đưa vào đây. Để đẩy lên trong cái thằng save product. Chúng ta nhìn thấy nó ở đây này. Khi mà inspect vào.
sẽ có một cái input type bằng hidden, name bằng id, value bằng 1. Tôi sửa đây bằng 9 đi. Chúng ta có cái th này, id bằng 9. Được chưa? Sau đó gửi lên trên kia. Gửi lên trên set product này thì chúng ta sẽ có cái đoạn như sau. Đây nha, set product nha. Vẫn là một cái thôi. Chúng ta sẽ có như sau này, if cái request chấm body chấm id khác null thì câu SQL này sẽ bằng một cái giá trị khác. Câu SQL này nó sẽ bằng câu lệnh là update product set set name bằng require name body quên nhập cái gì price bằng price detail bằng với detail và where id bằng request.body.id. Còn else thì cái var SQL nó sẽ bằng cái này. Thay đổi câu insert thôi, à, thay đổi câu SQL. Và vẫn redirect về như cũ. Chúng ta thử nhá. Đây là FPT Polytechnic. Ồ, lỗi. Tôi coi xem lỗi gì. Error đó. Price Outprint nào luôn server. Đây. Được chưa? Đấy là câu lệnh update của chúng ta. Khi các bạn lưu ý cho tôi một cái là khi update thì chúng ta làm những việc gì? Khi update thì chúng ta sẽ cần phải ra một giao diện người ta có những dữ liệu cũ của người ta ở đấy để người ta sửa những giá trị cũ. Được chưa? Sau đó thì chúng ta mới tiến hành là chỉnh sửa và submit lên. Submit lên thì nó có thêm cái ID. Gửi lên trên nó có thêm cái ID. Nếu mà trường hợp có ID thì chúng ta sẽ xin ra một lệnh là update. Còn nếu không có trường hợp ID thì chúng ta sẽ làm cái trường hợp insert. Còn cái logic đi xuống thì nó vẫn như cũ thôi, nó không có khác gì cả. Thì đây nó sẽ là cái bài lab 2 của chúng ta. Tôi yêu cầu chúng ta sẽ có như sau. Làm luôn trên lớp nha. Đây chúng ta xong CRUD. Chúng ta sẽ có bảng như sau. Bảng post này. Sẽ có ID này. Title. Content. Short description. Rồi author. Lượt view. Đó. Các bạn làm CRUD, create, update, delete và read. Tức read tức là hiển thị danh sách giống như các bạn làm rồi. Cuối giờ tôi sẽ chấm. Ứng dụng từ bài cũ sang bài này, tôi sẽ đẩy code lên. Oh.